hay bị cái gì không biết nữa nằm em. Ủa? Vì sao? Ủa, Liễu? Trời đất, cái này Duyên Đụng ơi, làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Cuốt ruột cái đinh ra nè. Trời ơi. Ê, con Bơ mà nó cưới không? Có. Ờ, vậy ha. Đi nè, chuẩn bị đi nè. Ê, mà thấy từ sao cho trang điểm được thôi, được trang điểm được không? Ủa, ai trang điểm? Tự trang điểm hả? Không, trang điểm bằng con chân. Vậy hả? Ừ, 500 ngàn đó. Ôi, đẹp, đe, dịu keo nghe. Cái cúp sang, bữa nay sang bữa má. Uh-huh. Trời ơi, xin tiền chồng nó kêu nó làm tới bến luôn. 500 ngàn, thấy được không? Xứng đáng không? Đẹp, nhưng mà phan đi có cái gì nó lạ lạ nha. Ê, khác nghe. Mới độ. Ủa vậy hả? Ừ. Trời ơi, cao su đó bà. Ừ, thằng chồng cho tiền. Thôi hẹn vậy đẹp thẳng ra liền trời. Đây, 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 chảy giờ. Ê, bà xinh thiệt không? Xinh thiệt má. Trời ơi, mới cúp 500 ngàn đó. Trời ơi, mất cúp 70 nè má, cái mặt như cái tả người ta gì nè. Thôi, đi. Trời ơi, chúc mừng năm mới cho chồng bà nha. Trời ơi, chăm nhau hạnh phúc, chăm hạnh phúc nha. Trời ơi, chúc mừng con, chăm nhau hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn con. Sao? Trời ơi. Dạ, bà nhìn thẳng lên vi phạm cái gì bơ. Quay. Trời ơi, make up phải cần cắm chân á. Vậy đó hả? Ừ, 500 ngàn bạc đó. Bà make up đẹp vậy sao? Ừ. Bà đẹp không, đẹp không? Đẹp thiệt không? Dịu keo. Ủa, trời ơi, sớm không biết có đẹp không nữa. Đẹp hết chứ bà. Dạ. Chụp hình này, làm tấm nè. 2, 3. 2, 3. Rồi, ok. Cảm ơn bữa nay chồng tôi ở nhà bạn có việc bạn muốn đi được. Ừ, mình tôi đi được rồi. Thôi chị thơm hè vô đi, mình vô đi. Ê, thơm nữa luôn má. Mà mắt cúp thơm luôn, cái mặt nó nhợt nhạt, đâu đẹp bằng bà đẹp thiệt không? Bà đẹp thiệt không? Xứng đáng, xứng đáng. Hồi nãy giờ nó giận. Rồi, cô dâu mình thấy không? Cảm ơn nè. Trời ơi. Dạ. 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 Mới lại hả? Mới lại hả? Trời ơi, mới vừa lại tới luôn các bà. Ờ, mình được một địch vị trí rồi nha, chúng mình chuẩn bị làm lễ nha. Dễ vậy? Ờ, mình được. Ê, nãy nhìn từ xa là không biết bà luôn á bà. Gì hả? Đẹp quá. Ê, hả? Mùa. Ê, tiếng ngày con chân thì mít cúp khéo gì ta? Dễ thương nè. Dễ thương không? Dịu dàng. Ôi, mà đẹp thiệt không? Đẹp, đẹp, dễ thương. Ủa, 500 ngàn đó bà. Dữ hả? 500 ngàn lớn hả? Ừ. Mít cúp. Mà không biết. Kính thưa quan viên hai họ. Được. Chồng họ hai bên nội ngoại. À, sau đây là chú rể là Văn Chánh và cô dâu Hạnh Thi. Mình mời cô dâu chú rể lên sân khấu ạ. Em chào đẹp không? Đẹp thiệt không? Dễ thương, dễ thương nè. Anh có cho nó chút kìa, cho nó chút kìa. Không. Trời ơi, cái nền cũng cứng lắm trời. Vậy là bả không quen rồi đó. Sau đây là em sẽ xin mời bên nội, là bên cô chú rể, là mẹ là Nguyễn Thị Hạnh. Trời ơi, áo dài xinh quá. Áo dài xinh ghê. Sau đây mình mời bên ngoại là ba của cô dâu là anh Nguyễn Sương Sao. Đó lịch sử đó, bản tỏ kiểu. Ừ. Đây nhìn bữa nay nói chuyện mình phải biết bản nha. À, mình hướng dạng cái chị đó mà. Sau đây là quý vị khán giả ơi. Đẹp lắm hả? Mình hướng mắt về sân khấu mình chuẩn bị làm lễ nha. Đẹp. Đẹp lắm ha. Đẹp. Đẹp. Dữ gì sao? Lại đây nói chuyện là nghe cái giọng mấy đời coi để coi cái mỏ nói chuyện dễ thương. Ủa? Liễu? Dạ? Đi đâu về đẹp gái vậy? Đi đám cưới bên con Hạnh Thí nè. Ủa trời ơi, bữa nay đẹp gái gì trời vậy? Dữ gì sao mà đẹp thiệt không? Đẹp thiệt? Ai có cái cưng đẹp quá vậy? Đồ con chăn nó make up đó. Đó trời ơi, tôi kêu nó make up bên này là 500 ngàn bạc đó trời. Ồ, trời đẹp quá. Mà make up nhận, make up thì như đám mà người ta không nhận ra tôi đúng má. Đẹp đó hả? Ừ. Đẹp mà đẹp thiệt má. Đẹp thiệt không, đẹp thiệt không? Quá trời đẹp luôn. Ê, gì là make up đẹp, đẹp ha, đẹp ha. Đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn á. Ôi. Người thôn anh nhìn thấy cái bộ đồ này hôm qua, bộ đồ đằng qua thằng chồng mới chở đi mua. Vậy đó hả? Ừ. Ê, tối qua nhà đi mua xèo à. Ừ. Ha. Ừ. Trời ơi, đây làm gì món gì ngon vậy? Để nấu cơm. Con cá rồi đó, sầu rau rồi. Ngon ha. Ừ, trời ơi. Ăn nóng đi về không ăn nè. À, công trình ngoài trước đó hả? Ừ. Ôi, thôi đi nha. Ừ. Mà đẹp thiệt nha. Đẹp thiệt mà. À, chị, đẹp không? Đẹp. Đẹp thiệt nha. Hôm nay mới cúc đẹp quá trời mà. Đẹp. Thôi được á. Nhìn không ra luôn. Nhìn không ra Liễu rồi. À, trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Thôi cảm ơn nha. Hết trời lận đồ đẹp trời. Ủa? Ủa? Sao vậy? Bữa nay bà không đi đám cưới Thí hả?
Không, tao nhớ đâu có ưa nhau đâu đi chi. Trời ơi, chị em chồng sớm nhau không có gì ưa má. Mà bữa nay tao đi đám cưới bên nhà Mỹ Bưng rồi. Mỹ Bưng hả? Ơi. Tại đâu? Đẹp. Mới lọc được dài rồi mới về tới tao thì luôn. Ê, bên bển đẩy ngon không vậy? Cũng tôm này kia đồ đó. Bữa nay Mỹ Bưng đãi sợ nó rồi, tàu sơn hào thấy gì không? Thấy sợ, thấy sợ, sợ. Thấy gì? Bữa nay là mặt đẹp nha. Con trăng đó. Mặt đẹp thiệt á. Đẹp không, đẹp không? Nhìn tự nhiên vậy. Nhìn tự nhiên vậy nha. Ừ. Từ khi make up cho xin lỗi là sang trọng là bữa tiệc hôm nay luôn. Tao nhìn nó nhìn quá, nó cưới đây nhìn không ra luôn má. Dọc đường về tao hỏi tao quá trời luôn, đâu có nhận ra túi đâu. Nhưng mà nó hơi... mới độ. Mới độ lên hả? Ừ. Đau không, đau. Chồng cho tiền hả? Đau không? Cậu su mà có gì đau đau má. Ừ. Em mà đẹp thiệt không? Đẹp. Đẹp ha. Ừ. Đẹp thiệt mà. Dễ thương, nhìn trẻ đó. Ừ. Trẻ măng luôn. Yeah. Ừ. Bình thường mày là hả? Bây giờ là trẻ cỡ 4-5 tuổi nó chứ tỏ gì. Cảm ơn nha. Ừ, vô đi. Anh ơi, mới về anh ơi. Ừ, mới về ạ? À? Ừ. Ở nhà nấu cơm chưa? Anh nấu cơm rồi. Mệt. Cái gì vậy? Bữa nay nhìn thấy lạ nha. Sao vậy? Nè, trang điểm nhìn xinh dưới trời. Con trăng đó. Nè, nhìn không ra vợ tôi luôn á. Mà đẹp không? Đẹp nha. Đẹp không? Nè, nãy cái tông này hợp nè, cái tông này hợp. Với bộ đồ xinh xinh hơn nữa nè. Dữ gì sao? Giờ bữa nay tôi mới tìm ra được cái nhan sắc tiềm ẩn của vợ tôi. Bấy lâu nay nó không có make up. Bên này make up nhìn lên xinh hẳn ra. Bình thường nó không đẹp cái gì? Không, ý là bình thường vẫn đẹp nhưng mà make up lên nó sẽ xinh hơn, sắc sảo hơn, hiểu không? Đẹp đó. Thôi, như vậy mình chẳng ăn cơm bên đây. Sớm đi đám không ăn được gì hết trơn. Ủa sao đi đám mà không ăn? Nó biến. Văn mùng đi anh. Rồi làm gì tới thui, giờ ngủ rồi không lao có lớp make up ra đây trời. Rồi không thay bộ đồ nữa. Lao chi? Bây giờ ngủ để vậy hả? Rồi mai nó nổi mụn rồi sao? Đẹp mà. Ôi trời, ông nghĩ sao mấy cúp 500 ngàn bạc đó trời. Nghĩ sao mấy cúp 500 ngàn mà đi có đi đám đi thiệt về có tí xíu mà tẩy ra uổng 500. Bây giờ mình phải tận dụng cái lớp cúp này cho mình đẹp lúc nào hay lúc đó cho lấy được số tiền 500 đó. Rồi bây giờ đẹp lúc đi đám người ta nhìn đủ rồi, bây giờ về ngủ nè. Tẩy ra chứ để ngày mai bà mặc bà lên một đống mụn cho coi nè. Thôi kệ. Ngủ đi. Rồi không thay đồ nữa. Cái gì? Bộ đồ mặc đi đám về tới giờ. Bộ đồ mới mua hôm qua. Nghĩ sao mặc gì hết chứ cho đẹp đi, nghĩ sao vậy? 500 ngàn bạc vậy, make up 500 ngàn bạc vậy kia thì trang. Trời ơi, phải tận hưởng lớp make up này chứ hết 500 ngàn chứ. Vậy thì tao hết nói nổi bà luôn. Bộ tao ta khen đẹp là để gì hoài đúng không hả? Mai đừng rửa mặt nha. Ủa? Léo? Hả? Sáng hôm nay đi đám tiệc với đâu mà làm mặt sớm vậy? Đám tiệc gì đâu? Làm mặt gì sớm vậy? Trang điểm sớm vậy? Hả? Có đâu, cái mặt hôm qua giờ nó chưa tẩy trang. Trời Phật ơi! Mà đẹp không? Cái mặt từ ngày hôm qua giờ hả? Chưa tẩy trang. Ừ. Rồi nó cô nghĩ sao mà làm đi đám từ ngày hôm qua giờ mày không tẩy trang mà để đi thinh gì mà ngủ được hay vậy? Trời ơi, hôm qua mới cúp 500 ngàn bạc đó má. Trời ơi, bây giờ mình mới hưởng thụ cái lớp làm make up này cho hết 500 ngàn cho xứng đáng. Bây giờ mình tẩy trang mất 500 ngàn sao? Trời ơi là trời, rồi mày tính để tới bao giờ? Cái gì? Tính để tới bao giờ? Chuyện nào mà nó chảy bắn rồi mình chùi. Lại mày luôn. Mà đẹp không, đẹp không? Còn đẹp không? Còn được, đẹp. Mà đẹp hả? Ừ. Đẹp. Đẹp thiệt không? Thiệt. Dĩ ha. Không, không nhận con nhỏ này nó đánh cái nền hay thiệt ha. Ừ. Còn được, đẹp. Được không, được không? Mắt còn y nguyên kìa. Có son hơi nhạt nhạt xíu à. Son hơi nhạt hả? Ừ, chắc ăn đồ ăn rồi chứ nó trôi chứ gì. Hôm qua giờ không dám rửa mặt luôn má. Hôm qua giờ là không dám rửa mặt, không dám tẩy trang luôn. Ừ. Trời ơi, sáng sớm có chuyện mà không dám rửa mặt luôn á. Mà được không? Được. Còn được ha. Được. Còn đẹp ha. Ở dưới xuống còn y thinh luôn ha. Y thinh ha. Ôi. Ê, không ấy mình để cái lớp nền này chắc để tới ngày mai ngày mốt luôn á. Không, mày để tới Tết cũng được nữa. Sao ạ? Ăn Tết luôn. Đó. Bà này kỳ ghê thiệt. Tôi nói thiệt mà, sẵn để luôn đi. Mệt quá. Dạ. Làm gì để cái mặt hoài trời? Tôi không đi tẩy đâu trời. Ủa mắc gì tẩy? Đang đẹp mà tẩy gì? Cái này để hôm qua tới giờ đó rồi, để tới bao giờ? Thì để gì nào mà hết make up thì tẩy nghĩ sao cho make up 500 ngàn bà. Bây giờ mà phải để cho xứng đáng 500 ngàn chứ, vậy tẩy mất đi 500 ngàn sao? Nhìn bà ấy tôi sợ ma luôn á. Để cái bảo mặt gì trắng tươi trắng sáng à. Tối nay tôi sợ ma hơn quỷ đi. Ông nói ai quỷ? Hả? Nói ai quỷ? Đi tẩy lẹ đi. Trời ơi, không make up 500 ngàn cho đá vô vậy cái tẩy. Dạ, ai biểu bà make up chi? Rồi bây giờ không chịu tẹ. Đẹp không? Đẹp không?
Không, xấu quá rồi. Tôi là trời nhìn sợ ma không chết. Tẩy trang đi nha, lát tôi về mà chưa thấy tẩy trang tới chuyện tôi đó. Trong ơi lũ đạn dưới vậy trời. Mặt nó đang đẹp như từ từ những cái thấy gớm. Vô duyên, mọi người không biết cái gì sắc đẹp hết trơn á.